bạn đã quay trở lại với Long Kim. Ngày hôm nay Lâm và Thạch sẽ cùng tập luyện và hướng dẫn các bạn với 5 bài tập tay tốt nhất với bài đơn tập cơ tay trước. Và bây giờ chúng ta đến với bài tập đầu tiên. Đến với bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ tập bài ngồi ghế cuốn tạ đơn tập trung vào cơ tay trước. Thì các bạn ngồi hai chân mở rộng như thế này, tùy cái phần quỷ tay của các bạn và cái chân như vậy. Rồi các bạn nắm chặt cái tạ đơn, chúng ta sẽ tập cái phần cơ tay trước, mình gọi là phần chuột đó. Các bạn cuốn lên, chặt thôi, xuống hít vào, lên thở ra. Các bạn lưu ý là có một cái mẹo nó nhỏ như thế này, là các bạn có thể giúp các bạn tập tốt hơn, là các bạn chú ý cái ngón út của các bạn á. Khi mà các bạn lên á, các bạn có thể bẻ nó qua bên này một xíu, nó sẽ bóp chặt cái cơ tay trước của các bạn và nó cắt cái con chuột của bạn vào sâu hơn. Và thêm một nữa là khi các bạn xuống á, các bạn nên cố gắng xuống hết tay để nó nới dài cái con chuột của các bạn ra. Và lúc co lên á, lên ở đây nè, các bạn nên bóp chặt cái lòng bàn tay, bóp lại một xíu, xuống hít vào vũ ra nè, lên bẻ lên một xíu, bóp tay lại, nó sẽ rất là mỏi cơ tay trước của các bạn. Khi tập á, các bạn nên tập với cái bên tay không thuận trước, nghĩa là tay nào mà bạn yếu hơn á, bạn nên tập nó trước. Ví dụ như mình yếu tay trái hơn, mình sẽ tập tay trái trước. Nhịp đầu khởi động nên tập cỡ mức 5kg, 3kg hoặc 7kg tùy sức của mỗi bạn. Xuống hít vào, lên thở ra, hít thở, hít thở, hít thở. Rồi sau đó mình sẽ tập qua tay bên phải, hít thở, hít thở, hít thở, bóp, hít thở, bóp, hít thở, bóp, hít thở, bóp, hít thở, bóp. Và bây giờ tới lượt của bạn Thành. Lên có thể giữ lại một xíu, hạ từ từ xuống. Đó, sẽ tập trung vào phần cơ đây trước nhiều hơn. Bóp lại một chút. Quan tạ là gì nhé, cứ cố gắng tập đúng kỹ thuật
quan điểm của mình là tập cho cơ nó đẹp chứ không phải tập cơ nó mạnh. Nếu đuối á, hãy dùng cỡ một ngón tay của cơ còn tay còn lại để đỡ quay anh chị. Thả từ từ xuống, lấy cái cuốn. Cái này hướng ra ngoài, hướng ra phía ngoài gì? Để tập đều hai cái phần. Cái này chúng ta đã tập hướng bên trong tay. Và cái này bây giờ chúng ta tập hướng phía ngoài. Cái tác động làm đều cái cơ tay trước của các bạn. Rồi, hãy cố gắng là giữ quỷ tay nha. Điều quan trọng là giữ quỷ tay và dùng lực lớn nhất từ cơ tay trước của các bạn để cuốn lên. We'll be right back.
Rồi, chào các bạn, đến với bài tập thứ tư thì chúng ta sẽ tập bài cuốn tạ đơn kiểu short man, tập cái cơ tay trước. Thì động tác sẽ như thế này, các bạn hai chân rộng bằng vai, hai cơ tay giữ sát vào người. Khi chúng ta cuốn lên, đồng thời chúng ta bẻ cái ngón cho nó đi lên một xíu, giữ lại như thế này, thoát lại, thở ra, rồi xoay cổ tay, hạ từ từ xuống, thở ra. Động tác này không dành cho các bạn mới tập nha. Rồi, hãy tập bước tay nhẹ để làm quen, vì động tác này thực sự rất khó, mình sẽ tập mất 7kg mỗi bên thôi. Xuống,
giữ từ từ, hít vào, đưa dài tay ra trước luôn, dài tay ra trước cho nó gồng rồi chúng ta co lại, thở ra. Động tác này rất nặng, các bạn lưu ý là các bạn tập nhẹ thôi. Rồi đưa ra trước, rồi gồng giữ giữ lại, chúng ta co lại lên, co lại, ba, rồi, ok, cố gắng cho 5-6 lần nữa, mà giữ, ta co từ từ lên, 5, gồng tập trung vào hai phần này nha, nhớ là cái vị trí tay tạ bố nó như thế này. Đừng để khuỷu tay rớt xuống, đưa khuỷu tay nó cũng đừng, không để khuỷu tay rớt xuống, không kẹp khuỷu tay vào sát. Cái này thì bắt buộc cái cơ tay trước của bạn phải gồng để nó chịu lực và để giữ thật bằng. Động tác này không khuyến khích cho người mới tập. Coi lên. Rồi, ok. Rồi. Là cái phần khi mà chúng ta duỗi ra, chúng ta gồng cái là cơ tay trước ở đây và đây, cơ cả tay ở đây và cơ tay trước ở đây thì chúng ta chịu lực, chúng ta không để xuôi khuỷu tay xuống. Cơ tay trước của các bạn đang nới rộng và nó phải giữ để nó chịu lực.